Nên nhóm xung ọp rẻ cún nâng ọc cún châm bùa ca tu sân nà. Bông bồn dương tầng ọ đà nơi đào nông phục vật ha. Ô nọp cái này tao không tao cún nè. Đàm bây về ở bàn bồn sma sma nè. Mùa cháy mình đã cử đào quạt kè nhóm nha mình tao nè mô phong tên. Hay nông chùm nội ní. Cả ná lọc sẽ đập được cử rù ra tha. Thôi mà đáp đây là dân về dân bậc kê bậc xong. Nè đại bàn nơi bộ nâng cư quật. Bậc kê nâng rùa cho hai nơi cơ đôi mà chăm bạch. Tao không có bàn đài. Bạn tái nhóm cơ nát đứt. Mình miên ở phía xâm đây ấy đài đứt tha. Bọ xa rai bạp bụ quật. Hay ở nơi cơ nông ở cá ni đá. Ví dụ bởi chôn dù về này đi dân đài. Mình nạ khá bọc quật mình bàn đâng chùm nạch ni đá. Nhưng chẳng tới xô màu lúc mà chắc. Chụy bọ xa rai ở bàn đâng. Đàm mấy phụ khoa tới sổ cầm nát vinh thư bôn. Đàm mấy ở sổ tam Phật giấc nạ phong. Nâng à. Chân mình này thả nẹ xua nâng đăng ngay rừng nâng à. Thầm mấy chật ngọt đấy. Sẽ đầm mình chìa ca bằng riêng bó phụ bốt nâng. Như bị chết tam khá nếp bênh tập bật tệ. Mình này na được bọn ông bền bền tên ấp chứ ưu tiên họ đôi chỉ riêng bậc kền chẳng xây đài bạch bền chế khục khôn ý á bậc kền này bạch bán nó đại lý cha chẳng ấy bậc kền lỗ công pa pa tôi bị đạch bậc kền hơi cho lỗ nó mới sẽ pa đạch cho cột sả la bị hiệp bậc kền lỗ có tung cối ở đạch ở thế ấy yên kết chẳng bè rương bà kênh chè bà kênh kia là chìa bìa bà chê kết tê rư kìa bìa vê bìa ấy sở rộng mất cứ aoi aoi nâng ai cần là lô kê hào bà kênh lô tê bình dây xàm anh thả aoi lô bà kênh lô chan bên đây thả aoi lô chan bà nâng anh ta. Hãy che tần nát để chỉ tua của xóa lòng bên sạc mập hiếp khang khéo nâng tế. Cứ che tần nát nực nóng. Nực nóng chặt. Hãy mấy trăm bách bà kê nâng. Bà kê nâng vì cách mùi tiết thả lâu chăn rồi bỏ đại kì áo nâng. Bà sân chìa mần ban phương cách tam vì nây nâng tế. Vì trở bạch bà chờ tự dạ nâng bê chà nông. Môn bê đại bà sà mà sàm bút bà nhát sạc hạ bọt nâng. Kì mình trăm bách bà kê nâng. Đôi chìa lộ ổn khá lục tục bà rì ấy khuyên phái xa chú ấy lục chăn chìa rồi bọc băng sạc ổn bàn cầm ai tôi lùi kì dì rung môn sạc hạ bọt nâng cao đó cầm ai tôi lùi kì bà nhà hát đài nôm ấy cao bà kết vì miền rừng miền hẹt bà hát nổ rốt đài chìa xa vạ mùi rồi bọc bà xa mà xa mùi nâng lục tay ta chôl nổ rốt xa mạ bạc nếu có bài bà rì khám hào chân tớ. Hãy tập về trên bình rốt bình máu. Lúc tầm mơ cái sàn tam phân nô tam rôn nẹ ta nó. Chắc ả rừng sàn bình nó bình miên tăng bình nây bình nà máu. Khánh cái sàn chào nắng chào lô chăn đó. Mình lùi kế cái sàn chào tục nắng lốt. Cái chè thầy chăn tử. Ất rốt tốt ấy tế. Lô hốt đo nẹ sốc cái tế điêu thắng. Sàn mà nẹ sạc chạy bột nóng đau chả là bỏ cái sàn chào mơ tập khám hào mơ tập bì. Này ngay. Chẳng bán bị nô máu ban phòng của chúng sao vậy tới và nhặt thay chầm cái vật kén chầm chăn cái ao tỏ đá chầm chăn hướng bản năng tới hướng vật kén bên hướng tông khnía cao bon của mình tới chân bộ chân chưa đặt khay bàn bon đó bàn chung đong đong lục chăn lên cao nó cổ bên tận nông ảnh mẹ này chân mẹ này từ mơ sọc mai dương ở đây sờ bô đấy sờ bô tầng ảnh không. Rồi bố một ngày nắng ban hụp lõ cái thọt chế tiệt. Lúc nó xì nó xì mà nét ảnh nóng. Mấy chú rùm ta bị dân nóng ọt nế nóng ọt vô được. Ọt vô rương nâng. Cứ thật tôi tập ban bà hẳn tích. Tôi tập ban tàu hẳn tích. Bạn bọn bọn đây nà nâu bà hẳn kê nóng. Bọn về nâu khá nóng. Chạy này tê. Chân cách bà kê nóng. Cứ là thơ mấy ôi lúc chăn ca tập bản năng ấy. Ọt miên hướng xây tê. Tại bởi dân trong khăn này chui ở lâu ớt miên đại nam bà kênh. Ồ, chô tôi bà kênh ta.
anh nói về sẩm rách thì cái đây là mà giang tiếp thòng tập bán chui khnạ khnạ anh sẩm rách cài càn tập bán năng ấy tại bây giờ tận nè thân nè tiên để lia vô được bao năng mà ấy smart tập khnạ ắt men lơ này thôi ban bậc kinh men đây thở ôi ban thời bình dân trai ở tận năng ắt đắt ban ấy cái lại chỉ ít tàu khnì mấy nó phật mấy cái tàu khnì đại năng năng ấy và cần tha bởi dân tục châu nắng có lúc cha nọt cả đài nó thấy á chân có bay bậc kén ở bậc kia bởi vậy men tên bậc bút bạp lòng thọt ở dân ở hơi tiết á thì họ bậc kén bậc thọt chôn của dân ngài bậc thọt ở lò mới mà nè tỏ đáy chậm chăn hướng bản năng tế rương bậc kén bên hướng tông khá nia cao bôn của men tế chúng vô dương chưa đặt lại bàn bón nó bàn chung đong đong lốc chăn lên cao nó cổ bên tận nông ảnh mẹ này chẳng mẹ này từ mơ sọc mai dương ở đây sờ bố đấy sờ bố tăng ấy nông từ sờ bố mà ngày nắng bàn hụp lõ cái thọt chì tiệt lục nó xì nó xì mà nè ảnh nông bây giờ rùm tập bây dương nó ngọt nên nó ngọt vô được ngọt vô đường nâng kết thật tôi tập bàn bàn tích tôi tập bàn tàu tích bạn bọn bọn đây nè nấu bạc kê kê nóng bọn về nấu khá nóng chặt ở này tê chân cách bạc kê nóng cơ năng là thua mách ở lúc chăn ca tập bản năng ấy ọt miên hướng dạy tê tại bởi dân trong khăn khăn anh chui ở lâu ọt miên nè bạc kê chô tập bạc kê tờ anh nâng quê xâm rách thì cái đây là ô mà giang tiết thoáng tập bán chui khăn khăn anh xâm rách cạch ca nâng tập bản năng ấy tại bởi chê tà nè thân nè tiên để liếc vô rồi bọn năng mà ôi smart tập này ọt miên lực này ban bậc kén mới đây thở ôi ban thời, bần dân trai ở tận năng ở đây ban ấy cái lại chỉ ít tàu không đi, mấy nó phật mấy cái tàu không đi lại năng, năng này và cần tha bờ dân tục châu nắng có lúc cha nọt cả đài, nó thấy á, chân có bậc kén ở bậc kia, bần dây men tên bậc bút bạp lòng thọt ở dân hơi tiết á. Thì họ bảo kênh bật thật chôn bây giờ ngài bếch thọt đó ở lò mới mà nè bạn bảo kênh mới nên thật ôi bạn hỏi bạn dân chạy ở tận năng ọt đách bạn ấy cả là anh chỉ ít tàu không đi mấy nó phật mấy cái tàu không đi lại nè nè ngài và cần tha bảo dân tục châu nắng có lúc chan ọt cả đài nó thấy á chân có bảo kênh ở bên kia bởi vậy mình tên bộ phút bạp lòng thọt ở dân ở hơi tiết á thì họ bởi kênh bởi thọt chôn bởi dân ngài bếch thọt đó ở lò mới mà nè bởi kênh ở bởi kia bởi vậy mình tên bộ phút bạp lòng thọt ở dân ở hơi tiết á thì họ bởi kênh bởi thọt chôn bởi dân ngài bếch thọt đó ở lò mới mà nè bởi thọt chôn bởi dân ngài bếch thọt đó ở lò mới mà nè ខ្ញុំបាទសូមអរព្រះគុណនិងអរគុណចំពោះការទស្សនា